Vào đây, vào đây, vào đây. Yeah, trời ơi, trực tiếp luôn, ghê quá, ghê quá. Về kêu qua cho chú dễ là chính mà mình là cũng lớn tuổi rồi cho nên đã giao lưu là chính với đội bạn. À, chào ông Dũng, anh suy nghĩ sao về cái trận siêu cúp ngày hôm nay? Trận hôm nay thì theo như các chuyên gia của thế giới cũng như là chuyên gia của châu Á nhận xét từ mặt của mặt chuyên gia của Trung Sơn, theo mình là đội bóng hiện nay là đội bóng là có thành xuất sắc nhất, đá từ sân cỏ cho tới sân giữ bò đều đá rất là tốt. Rồi, cảm ơn anh. Anh nghĩ sao về cái trận siêu cúp ngày hôm nay? Ông hay gọi đội cố gắng cống hiến cho trận đấu đẹp. Những cái tiền đạo chủ lực của Sài Gòn thì anh nghĩ sao về cái trận ngày hôm nay? Trận đấu hôm nay thì có lẽ rất là khó khăn cho đội mình, có lẽ cố gắng mình để giành lại chiến thắng. Anh là một trong những cái thủ môn của xuất sắc nhất của Sài Gòn thời gian qua. Anh suy nghĩ sao về cái trận siêu cúp ngày hôm nay? Trận này rất là vui khi đã đá nhau với Man. Không mà mình có một trận cầu hấp dẫn. Rồi. Anh từ ở bên MU về thì anh thấy sao cái anh nhận xét sao cái trận bóng ngày hôm nay? Hôm nay kéo Chelsea thôi vậy hả? Rồi cái trận ngày hôm nay anh sẽ thấy sao ạ? Chào anh. Anh là thủ môn cũng xuất sắc nhất thời gian qua của Man. Vậy anh nghĩ sao về cái trận siêu cúp ngày hôm nay? Trận hôm nay là chắc chắn là mình sẽ được cúp giải nhất là chắc rồi, chứ không có đường nào mua được hết. Hiệp 1 đã bắt đầu. Ở trong hiệp đấu đầu tiên này, sẽ bảo vệ phần sân bên trái mà ngành của quý vị. Đó là một pha xử lý bóng tốt đến từ người đã thay. Quá đẹp.
ba thủ môn rồi thì cú đá nhẹ mà vẫn còn một thủ thủ đối phương. Bản quyền em năm 2022 sở hữu bởi đơn vị đặc biệt bảy không mọi giá. Quý vị và các bạn có thể theo dõi toàn bộ trực tiếp các trận đấu của Việt Nam tại F Cup 2022 trên kênh YouTube Việt Nam Sport với chất lượng sắc nét nhất. Tất cả các trận đấu của F Cup 2022 sẽ được cập nhật nhanh nhất, đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất trên kênh YouTube Bản Nhà TV. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể tham gia chương trình mini game dự đoán tỷ số trên fanpage Tuyển Văn Hóa cũng như những nội dung rất độc đáo mới mẻ để tính giải trí trên TikTok Tuyển Văn Hóa. Đặc biệt chương trình live stream độc lạ FF được thực hiện trên kênh YouTube Việt Nam Sports Show mang đến cho quý vị và các bạn những góc nhìn hoàn toàn mới mẻ thú vị về giải bóng đá của tỉnh Đông Nam Á. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến truyền hình FPT Play đã hỗ trợ, chia sẻ và tạo điều kiện để có thể mang tới những màn tinh thần trên mạng xã hội cho khán giả bóng đá tại Việt Nam. Chúc tất cả những kỳ FPT theo như cái chỉ đạo của anh đó thì những cái phút cuối đó rất là hấp dẫn, anh có thể cho biết là làm chỉ đạo gì trong phút cuối không? Nói chung là bóng đá, trong bóng đá có những cái là mình mà không thể nào nói trước được. Dạ. Nhưng mà đội hình thì mình đó là giữ vững đội hình là được là tốt. Dạ. Tuân thủ theo chiến thuật của ban huấn luyện đưa ra. Dạ. Cứ ám sát này kia nọ. Dạ. Chiến thuật của những người cuối cùng đó đúng không, mình phải cho nhìn qua có ai là không để quý mình. Dạ. Mình phải chuẩn bị rõ ràng kỹ càng. Dạ. Cuối mình phải đưa những cầu thủ cao nổi ra để chỉ hai cuối mà đã hay quá anh ơi, xuất sắc trận đấu. Anh có gì cho xuất sắc trận đấu mà. Tết đã lại nha. Dạ, yeah, yeah. Khi là hoàng nha. Dạ. Yeah.